quên World Cup đi, giờ thì hướng đến AFF Cup. Tối ngày 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thua trận thứ 6 liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau thất bại 0-1 trước Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình. Một kết quả khá buồn, nhưng là cơ hội tốt để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào tháng tới. Tấn Trường cùng hàng thủ Việt Nam đã chơi khá tốt trước Saudi Arabia. Công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều so với trận lượt đi thua 1-3 trên sân Saudi Arabia. Đặc biệt là 30 phút đầu tiên của trận đấu. Khi không cho các cầu thủ Saudi Arabia có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân ở phút 31 đã làm hỏng tất cả. Hậu vệ trái Hồng Duy để Anmuan vượt qua lấy bóng rồi chuyền bóng vào trong cho Anseri đánh đầu lái bóng đi vào góc xa khung thành. Thủ môn Tấn Trường đứng sai vị trí dù cố nhoài người phá bóng ra ngoài nhưng cũng bất lực. Tỷ số suýt nữa là 2-0 cho Saudi Arabia sau pha dứt điểm của Anmuan ở phút 76. Dù vậy, VAR một lần nữa đã cứu Việt Nam tương tự như trận với Nhật Bản. Bởi sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anburaiken đã phạm lỗi với trung vệ Thành Chung trước khi chuyền bóng cho Anmuan ghi bàn. Thật ra, thua 0-1 trước đối thủ mạnh và đang dẫn đầu bảng B như Saudi Arabia không có gì phải xấu hổ. Đoàn quân của ông Park đã phòng ngự ngày một tốt hơn và dám chơi tấn công khi có cơ hội. Phan Văn Đức nếu dứt điểm chính xác hơn ở phút 92, đội tuyển Việt Nam đã có bàn gỡ hòa trước Saudi Arabia sau pha phối hợp đẹp mắt cùng một điểm đầu tiên đầy quý giá. Quên những trận đấu vất vả ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giờ là lúc Việt Nam hướng về AFC Cup 2020. Chỉ tiếc ở chỗ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không tận dụng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 để tìm kiếm và xây dựng nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi trước mắt đã là AFF Cup 2020, giải đấu mà thầy trò ông Park phải bảo vệ ngôi vô địch và dự báo sẽ không hề dễ dàng. Bởi đơn giản, các đối thủ có thể đọc vanh vách đội hình của đội tuyển Việt Nam và lên kế hoạch đối phó khi ông Park chẳng chịu dùng người mới. Nói đâu xa như ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 tại UAE, Việt Nam vẫn thắng Malaysia 2-1 nhưng đã chật vật hơn nhiều. Đội tuyển Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn tại Bà Rịa, Vũng Tàu, từ ngày 19 tháng 11 đến 1 tháng 12, trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020. Chỉ hy vọng là những bài học thu được ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ giúp ông Park có sự chuẩn bị tốt hơn cho chiến dịch AFF Cup 2020. Bởi không thể bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á thì mơ gì có điểm số đầu tiên trong 4 trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra sau đó. Có rất nhiều lời khen ngợi dành cho tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia, nhưng hầu hết các cổ động viên châu Á đều thừa nhận Việt Nam còn kém các ông lớn châu Á nhiều lắm. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Saudi Arabia, ông Hervé Renard cho biết dù để thua nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt. Việt Nam chưa có điểm vì rơi vào bảng đấu rất khó tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và các chuyên gia bóng đá châu Á dự báo đội tuyển Việt Nam rất khó để có được những điểm số đầu tiên trước Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình vào đêm nay ngày 16 tháng 11 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thôi thì chúng ta quên World Cup đi, giờ thì hướng đến AFF Cup.